Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh xếp mô tô 250SR 2023 chính thức ra mắt, được cập nhật thân xe hiệu sức tối ưu. Chunfeng Motorcycle hay được biết đến cái tên gọi là xếp mô tô, một hãng sản xuất xe máy cao cấp đến từ thị trường Trung Quốc. Mới đây họ đã phát hành một cái dòng sản phẩm mới mang cái mã tên xếp mô tô 250SR 2023. Đây là một cái sự cải tiến cái mô hình trước đó để có phần hiệu suất tốt hơn và cải tiến hình thức bên ngoài mới phù hợp với một cái thời thế thay đổi theo cái thời gian. Xếp mô tô 250SR 2023 giờ đây sẽ có một cái diện mạo bên ngoài đậm mới mẻ hơn, đặc biệt với một cái bảng điều khiển phía trước thể thao hơn, sắc nét hơn, đi cùng với phần đèn pha LED đôi mang một cái xu hướng là tương lai. Hai bên thân xe cũng đã được nâng cấp về cái mặt kính mộc bằng cách bổ sung thêm những cái cánh hướng gió. Và một cái điểm khác biệt lớn nhất so với cái mẫu xe trước đó là cái phần thân sau, nó được tối giản những cái lỗ khoét như trong vẫn rất là cân đối và năng động. Cái cấu trúc của chiếc xe được coi là một cái điều mới mẻ từ nhãn sức đã phát triển từ cái phiên bản trước với cái trọng lượng nhẹ hơn 157kg, thế hệ cũ là nhẹ hơn 8kg. Điều này ảnh hưởng đến trực tiếp cái tỷ số công suất trên cái trọng lượng hiện tại, làm cho cái con xe có hiệu suất được tốt hơn và tốc độ tối đa cũng dễ quản lý hơn. Xếp mô tô 250SR 2023 sẽ có hai bản, phiên bản tiêu chuẩn và bản SB, với hệ thống cái phanh khi được nâng cấp và cấp đơn rồ am. Các thông số kỹ thuật là có động cơ xăng đơn, dung tích thật là 250cc, 4 kỳ, DOC, 4 van, làm mát bằng dịch. Cái công suất cực đại đã tăng lên là 21,5 lực, đi cùng mang sắc cực đại là 22 Nm. Hệ thống trang bị tiêu chuẩn trên xe sẽ đi kèm hệ thống cái phần đèn LED, màn hình hiển thị TFT và có khả năng kích nối thông minh. Hệ thống treo cái dạng là phục hành trình ngược, đi cùng phanh ABS hai kinh. Cái bộ liên hợp Acid Liberus hoàn toàn mới đã thêm vào cái mẫu xe của năm 2023. Cuối cùng chính là giá bán. Tại thị trường Trung Quốc, cái phiên bản xếp mô tô 250SR 2023 phiên bản tiêu chuẩn thì có mức giá mới rơi vào khoảng là 19.980 nhân dân tệ. Đổ ra tiền Việt nó tương đương là 64 triệu đồng, trong khi cái phiên bản SB thì mức giá mắc hơn, rơi vào khoảng là 21.580 nhân dân tệ. Đổ ra tiền Việt nó tương đương là 69 triệu đồng. Đây được coi là một cái mức giá là hấp dẫn, nó gần giống như các khẩu trực tiếp hiện nay như cái chiếc KTM LC 250 và cái phiên bản là Sunshine EDC 250. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.